Này chào mấy bác nha em thì chưa có ý định bán nhưng mà em bán thì giá nó cũng rẻ thôi và con cưa này nổ rồi nha ngon luôn đấy để bao nhiêu ngày giật cái nổ thôi thì em cho mọi người xem một con cưa thời mà uh, cụ hồ đang còn sống <laughs> vẻ đẹp của nó nha mọi người coi này tuyệt vời luôn con cưa huyền thoại Germany Nào. mọi người coi cái đồng tiền nó này thấy chưa gần như chưa có vết lăn bao nhiêu luôn từ hồi các cụ đang còn sống từ thời cụ đang còn sống luôn thiệt cái này cái bơm nhất nó nằm vị trí bên đây luôn nha cái hệ thống bơm nhất làm ấy Đấy. nổ ngon lắm để bao nhiêu ngày ra giật cái nổ đây chưa mà Đấy. mọi người nhìn là cái độ nhìn coi cái hầm rồng rin của nó luôn này đẹp không ốc ếch nằm trong đây hết này vừa rửa nhé đẹp tuyệt vời luôn chứ không phải đừng nói chuyện đẹp nữa. rất là đẹp rồi ok thì một hai ngày em test lên cho mấy bác coi cái độ hiệu quả của nó thôi con này cưa thuộc trung trung thôi mà nồi đồng cối đá mọi người coi này. ghê chưa Ui xa. trắng germany con này xứng đáng để siêu tầm nghe mấy bác nha quá quả thật là xứng đáng để siêu tầm làm của nó làm latin Đấy. đây trên của nó này. còn về cùi luôn Shenzhen. Đấy. vừa vệ sinh xong con này là cưa đức chính hãng luôn thời đó nhìn nó làm rất là đơn giản nó không có rườm rà có một vài chi tiết thôi không có nhiều thì mọi người coi được thì nhìn đây rồi bữa nào em test nổ lên mọi người ai ủng hộ được em bán giá nó vừa bình dân thôi chứ nó không có cao đâu đẹp lắm cái vô lăng này nó xoay là con ốc đó nó xoay theo con ốc này có cái cạnh này xoay theo xoay thì đồng tình với nó kéo qua một cái bơm nhớt đây nó có một cái bơm nhớt vị trí lên đây xây cái này bật bơm qua nhất lam này. Bơm qua vị trí này để bơm qua bên kia bơm nhất lam. Tăng chỉnh nằm ở bên đây luôn. Có ốc luôn này. Đấy, rất là độc Rồi ok. Nói chung là hàng uh, quý hiếm. Hàng quý hiếm nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Đây là một con cứ đức. chính tông, chứng tông luôn, nguyên rinh. Nguyên bản. Đấy. Đã được uh, bên em uh, đấu giá về đẹp anh có ý siêu tầm thì alo rồi ok giá thì khoảng triệu rưỡi là em bán đấy tâm đó, đó là cho lên đường hết đó. nhưng mà để em tách nổ cho đâu vô đó cho mấy bác coi cho nó thoải chí đam mê nói thiệt sự rồi ok